Dạ xin chào cô, con đây là Do. Hôm nay con sẽ làm 6 đầu bộ. Thứ nhất, khó có nghĩa là xe hơi. Thứ hai, khay có nghĩa là bánh ngọt. Thứ ba, khát có nghĩa là con mèo. Thứ tư, cúp có nghĩa là tách trà. Thứ năm, have có nghĩa là có hoặc ăn. Thứ sáu, and có nghĩa là